Lisa Blackpink ăn gạch đá, bị nói thiếu tôn trọng Moonbin Astro, YG còn thêm dầu vào lửa. Thông tin nam thần tượng Moonbin, thành viên nhóm nhạc Astro qua đời khiến nhiều người không khỏi đau buồn. Những lúc này Lisa và Blackpink lại có hành động gây tranh cãi. Sáng 20 tháng 4, Yonhap News và nhiều báo hàng đưa tin Fantazo, công ty quản lý nhóm Astro đã xác nhận thông tin Moonbin qua đời. Trước sự ra đi đột ngột của nam thần tượng, nhiều nghệ sĩ đã hủy bỏ lịch trình để bày tỏ sự tiếc thương đến Moonbin. Trong đó nhóm Billy tạm ngừng một hoạt động trong tuần này. IU và đội ngũ sản xuất phim Dream hủy bỏ buổi phỏng vấn hôm nay, đồng thời gửi lời chia buồn đến Moonbin và gia đình tang quyến. Nhiều người nổi tiếng như Trang Seong-gi, Won Hee-ok Cho, Kim Ho-yeon bày tỏ sự thương tiếc trước sự mất mát lớn của gia đình Moonbin. Yeonjae, GOT7 hủy show Radio Close Friend, nhiều nghệ sĩ hoãn lại lịch phát hành nội dung, ITZY, Icon, Unite. Music Bank hủy bỏ việc quay phim trên đường đi làm, tuy nhiên chương trình vẫn sẽ phát sóng bình thường, và cuối chương trình sẽ có phụ đề gửi lời chia buồn. Tuy nhiên giữa lúc này, công ty quản lý Black Label lại đăng tải poster quảng bá đầu tiên cho ca khúc kết hợp giữa Taeyang, Big Bang và Lisa Blackpink. Theo như poster, ca khúc lần này sẽ có tên song nằm trong EP mới Down to Earth của nam thần tượng. Được biết ca khúc này sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25 tháng 4 tới. Hành động của Black Label gián tiếp khiến Lisa bị công chúng ném đá. Một số người cho rằng Lisa và công ty có thể tạm hoãn công bố dự án để cùng showbiz hàng chia buồn với nam đồng nghiệp xấu số. Cũng có ý kiến bên vực Lisa và cho rằng hình ảnh đã được đăng trước khi đồng nghiệp qua đời. Lisa và công ty chắc chắn sẽ hủy bỏ dự án, chỉ là chưa kịp thông báo với người hâm mộ. Có thể nói sự ra đi của Moonbin để lại cú sốc, sự tiếc thương vô hạn cho giới giải trí K-pop và người hâm mộ. Người hâm mộ trong nước và quốc tế bị sốc bởi trở thành thần tượng K-pop là ước mơ của nhiều người. Để trở thành người của công chúng, hầu hết các ca sĩ thần tượng đều chấp nhận hy sinh cả thanh xuân để luyện tập các kỹ năng sân khấu. Họ luôn xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp với những bản nhạc lôi cuốn, vũ đạo hoàn hảo trên sân khấu. Tuy nhiên sau ánh hào quang sân khấu, họ phải chịu áp lực danh tiếng và búa rìu dư luận. Không ít ca sĩ thần tượng Hàn từng thú nhận rằng họ rơi vào trầm cảm và suy sụp khi cố gắng giữ gìn hình ảnh hoàn hảo trong mắt người hâm mộ. Những bản hợp đồng nô lệ. Nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc nổi tiếng với những lò chuyên đào tạo thần tượng. Hàng năm vẫn có hàng nghìn cô cậu bé bước chân vào lò đào tạo khắc nghiệt của các công ty giải trí. Chỉ có một số ít trụ lại và được ra mắt với tư cách ca sĩ solo hoặc thành viên nhóm nhạc. Thời gian đào tạo có thể kéo dài từ 3 đến hơn 10 năm và họ phải học tất cả các kỹ năng ca hát, nhảy múa, tuân thủ lịch tập luyện dày đặc mà công ty cung cấp. Một số còn buộc phải phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài hoàn hảo. Tuy vậy, sức hút mạnh mẽ từ ánh hào quang của các thần tượng đã khiến hàng nghìn bạn trẻ dấn thân vào con đường thực tập sinh đầy gian khổ này. Để được các công ty giải trí đào tạo, những bạn trẻ phải ký với các công ty này những bản hợp đồng làm việc kéo dài từ 7 đến 13 năm kể từ khi ra mắt công chúng. Trong khoảng thời gian đó, họ phải làm việc với lịch trình dày đặc nhằm đảm bảo hoàn vốn cho công ty. Không ít ca sĩ thần tượng từng tìm cách giải thoát ra khỏi bản hợp đồng nô lệ với công ty đào tạo, nhưng vì chi phí bồi thường hợp đồng quá lớn nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Năm 2009, ba thành viên của nhóm nhạc JYG thắng kiện công ty quản trị SM, nhờ đó thời hạn hợp đồng trung bình giữa các công ty giải trí với nghệ sĩ được rút ngắn từ 13 năm xuống 7 năm. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn như trường hợp trên. Hai cựu thành viên của nhóm nhạc SO là Chris Wu, Ngô Diệt Phàm và Lưu Han Lộc Hàm từng đệ đơn chống lại công ty quản lý SM vào năm 2014. Tuy nhiên, kết quả Chris và Lưu Han đã thua kiện trong cuộc chiến chống lại công ty quản lý. Tòa tiên sử hợp đồng của Chris và Luhan với SM sẽ tiếp tục có hiệu lực đến năm 2022, đúng theo thời hạn mà cả hai đã ký. Cả hai vẫn phải chia thu nhập cho SM dù không còn hoạt động tại thị trường Hàn Quốc. Áp lực danh tiếng và búa rìu dư luận. Gian khổ thực sự bắt đầu khi họ được bước lên sân khấu và trở thành ca sĩ thần tượng. Họ thường phải đối mặt với lịch làm việc dày đặc, thiếu ngủ triền miên và thường xuất hiện tình trạng kiệt sức. Họ phải vật lộn từng giờ với áp lực doanh số album, thành tích trên bảng xếp hạng âm nhạc, sự đào thải nhanh chóng của thị trường. Bên cạnh đó, các ca sĩ thần tượng đối mặt với áp lực lớn đến từ dư luận. Nhất cử nhất động của họ đều được cộng đồng người hâm mộ theo dõi và đưa ra bình phẩm.